lên được. Rồi, nhiên đây. Trời ơi, ngồi mà bực bội quá trời luôn. Nhưng nhiên ở nước ngoài thì nhiên nhiên có thể phát biểu theo những cái sự hiểu biết và cái sự nghe ngóng của mình đó, để chia sẻ đến tất cả các anh chị em biết được là đối Rất tượng nào xạo láo để mà tuyên truyền hại người, hại dân, hại người đồng bào. An Nhiên ở Đắk Lắk lâu rồi, An Nhiên sẽ nhận định được cái này. Mình thấy ghê lắm, bởi vì đó là vấn đề nhạy cảm, tôn giáo dân tộc rất là nhạy cảm. Chúng ta không thể mà dùng những chính sách hà khắc đàn áp đối với người đồng bào dân tộc. Rõ ràng những nước nghèo nhất thế giới tất cả đều là tư bản, họ theo tư bản rất lâu rồi, tại sao họ không giàu, đúng không? Thể chế chính trị không có quyết định được cái sự giàu nghèo, thể chế chính trị không quyết định được. Chúng ta xã hội chủ nghĩa nhưng mà chúng ta vẫn là một cái đất nước theo kinh tế thị trường, nhưng mà định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta vẫn làm ăn buôn bán với tất cả các nước trên thế giới đó. Vậy những nước mà tư bản mà giàu kia thì vì sao nó giàu? Nó có một cái điểm chung, những cái nước giàu như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tất cả đều là thực dân quốc, họ đi xâm lược. Hình dung đi, mình nhà mình với nhà thằng hàng xóm, nhà nó có cái két sắt đựng 1 tỷ, nó có 1 tỷ đó, mình qua mình cướp mẹ 1 tỷ đó thì mình giàu hơn nó hay nó giàu hơn mình, đúng không? Nhiên thì tụi tư bản giàu này nó cũng vậy thôi, nó đi cướp của những cái nước khác tài nguyên khoáng sản, lao động, thị trường, nó về nó làm giàu cho nó thì sao nó không giàu được? Trong khi những cái nước tư bản châu Phi, Nam Mỹ họ đâu có đi cướp, cho nên họ không có giàu. Rõ ràng nó, nhưng mà những cái kẻ mà nó ngu dốt đó, xưng danh là giáo viên luôn đó, không phân biệt được, không nhận thức được giàu là chính gì, cái chính sách của mỗi quốc gia. Việt Nam mình đang phát triển rất tốt, đúng không? Mặc dù chúng ta là xã hội chủ nghĩa đó, rồi nó phụ thuộc nhiều yếu tố, chính sách nè, rồi tài nguyên khoáng sản nè, rồi nguồn lực, nội lực trong nước đó. Người dân họ có cần cù không, họ có thông minh không, họ có trình độ không để phát triển đất nước không? Cái đó là những yếu tố để phát triển. Chứ nhớ chúng ta có chính sách tốt, đúng không? Nhưng mà chúng ta không có nguồn lực, chúng ta không kêu gọi được đầu tư thì cũng không thể phát triển. Hoặc là giờ người dân họ rất là thông minh, cần cù, họ có trình độ, nhưng mà không có những chính sách đúng đắn thì cũng đâu thể phát triển được. Có nghĩa là Việt Nam đang phát triển nó hội đủ tất cả các yếu tố đó, những chính sách vĩ mô của đảng, chính sách của nhà nước, cái chiến lược về phát triển kinh tế, rồi kêu gọi đầu tư nước ngoài, các cái nguồn vốn ODA, rồi trong nước thì sao, chúng ta đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng được cái sự phát triển thì chúng ta mới phát triển được. Và rõ ràng những cái năm qua chúng ta đều có cái tốc độ phát triển hàng đầu thế giới, mặc dù so với những cái nước phát triển trước chúng ta hàng thế kỷ thì chúng ta vẫn còn thua họ nhiều. Bởi vì sao? Chúng ta bắt đầu từ con số 0, ta bắt đầu từ con số 0 và chúng ta đi lên, cho nên là chúng ta phát triển 7% một năm thì cũng không, chưa so được với những cái nước tư bản giàu có, họ chỉ cần phát triển 1-2% thôi. Thì nếu mà ai tính toán chút xíu thì chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt cái 1-2% của những nước đó nó sẽ nhiều hơn 7% của Việt Nam, nhưng mà nó sẽ bị rút ngắn, đúng không? Rút ngắn dần dần. Và rõ ràng Việt Nam chúng ta đang đang làm rất tốt cái việc đó, phát triển kinh tế đó. Và ngoài phát triển kinh tế thì chúng ta còn, đảng nhà nước cũng đau đầu về rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta là một người dân chúng ta không thể nào hình dung hết được. Họ Đối có nội trăm đối ngoại, họ có trăm công ngàn việc, họ làm tất cả mọi thứ. Tại sao chúng ta
không có còn phải lo lắng về về tiếng nổ của những quả bom, tiếng súng của những người khủng bố. Tại sao chúng ta được yên bình như vậy? Đó là hả cái sự gọi là huấn luyện để mà các chiến sĩ bảo vệ biển đảo cho an toàn, bảo vệ cái sự mà an nguy của người dân đâu đó trong cái cuộc sống của chúng ta đó. Nam Phong có thể là Nam Phong lát nữa đi ra ngoài quán cà phê Nam Phong ngồi, Nam Phong chỉ thấy đơn thuần là một người đẩy cái xe để bán trà đá hoặc là bán trái cây, nhưng mà Nam Phong không thể nào ngờ được đó là các chiến sĩ. Các chiến sĩ có thể giả làm người dân để mà buôn bán xung quanh. Có thể Nam Phong sẽ thấy một người ngồi vá lốp xe, mình cứ nghĩ đó là một trong những người dân thôi, nhưng đó là các chiến sĩ công an được huấn luyện, và dạy dạy bảo để mà hòa nhập vào, để làm chi, để khi có cái sự biến cố nào họ có thể kịp thời ngăn chặn và hả có thể là họ họ sẽ bảo vệ được người dân. Đó là cái sự hy sinh rất là thầm lặng của những người con em của chúng ta đó, các anh chị em, trong đó có người thân của quý vị, người thân bà con xa, hoặc là con cái của những người bạn của quý vị làm những cái công việc đó đó. Các bạn chỉ thấy được là đảng và nhà nước sao lãng người dân, không có đâu, đảng và nhà nước và các chiến sĩ công an xung quanh chúng ta, xung quanh đời sống của các bạn. Có nhiều khi có những người là giả dạng là những người lang thang cơ nhỡ nữa, nhưng mà đó là những người mà gọi là cán bộ, Này những người chiến đúng, sĩ đúng, đúng, đó. đúng, cái sự bình cho nhân dân đó. Họ không biết được cái sự hy sinh của những người đó. Đôi khi như ngồi như ăn á Nam Phong, vì sao Nhiên thấy Nhiên biết được, tại vì những cái kiểu cách tư cách đó Nhiên đã từng học ở trong trường quân sự của Nhiên, cho nên Nhiên biết thời xưa mình đi học đại học đó thì mình sẽ có một tháng để học quân Luyện sự, để rèn luyện thân thể và rèn luyện đạo đức thể chất của mình ở trong trường quân sự ở Hóc Môn rồi ở Củ Chi đó đó. Thì cho nên là khi mà mình nhìn thấy là mình biết được đó không phải là một người dân bình thường, mà mình biết được tại sao họ làm như vậy là tại vì họ muốn bảo vệ cái sự an toàn cho người dân xung quanh. Đó là một trong những cái sự hy sinh rất là vĩ đại mà người dân của mình không bao giờ biết được cái điều đó đâu. đúng rồi, chúng ta đang sống ở một cái đất nước nó hòa bình, chúng ta được hưởng rất nhiều nhiều thứ. Nếu mà một cái đất nước chiến tranh loạn lạc thì liệu chúng ta có được như vậy không, đúng không? Chúng ta phải nhìn một cách gọi là nó có chiều sâu một chút. Chúng ta được hưởng tất cả những cái gì mà trên thế giới này có thì Việt Nam đều có. Mà ở đâu ra mà có? Đâu phải tự nhiên mà có. Cái đó là công lao của cha ông ta dành lại để cho chúng ta hưởng. Chứ không phải tự nhiên mà có. Nếu mà nói mà phát triển được đất nước, hồi nãy mình có nói cái vấn đề gọi là những cái vấn đề để nó phát triển đất nước đó, thì còn một cái rất là quan trọng nữa mà chúng ta cần phải gìn, đó là ổn định chính trị. Đất nước ổn định chính trị thì các cái doanh nghiệp nước ngoài họ mới đầu tư, họ mới đến Việt Nam, họ đầu tư, họ làm ăn, họ Chính giao xác. thương. Không ai đi đầu tư vào một cái đất nước gọi là tan hoang đang chiến tranh, ví dụ như Ukraine bây giờ không có thằng doanh nghiệp nào dám vô nó đầu tư hết. Cho nên là cái việc mà ổn định chính trị là cái rất là quan trọng để chúng ta phát triển đất nước. Những cái kẻ chống phá nó luôn kêu rồi nó luôn gọi là tại sao Việt Nam nghèo này kia rồi,
tại sao nó kích động? Kích động để người ta quấy rối, người ta gọi là gây bất ổn chính trị, đúng không? Có nghĩa là tự tụi nó mâu thuẫn với tụi nó thôi. Nó yêu nước thương dân mà tại sao nó luôn kích động như vậy? Nó đang Đúng hại dân chứ thương dân cái rồi, gì, cái đó nó đúng đang hại người rồi. dân đó. Đúng rồi. Có nghĩa là tụi nó chỉ gọi là nó lên mạng, nó dùng cái mỏm thôi. Mình rất là dễ nhận biết những cái kẻ chống phá hoặc là dân chủ cụi, đúng không? Bao que. Nam khi mà một cái vấn đề mà được chia sẻ trên trên mạng, ví dụ như là xe hơi VinFast đi, đúng không? Là một người dân yêu nước, họ sẽ ủng hộ cái việc phát triển của VinFast, bởi vì đó là một cái doanh nghiệp đi đầu đó, mang cái thương hiệu xe hơi Việt ra ngoài thế giới đó, đem lại những cái nguồn lực lao động cho trong nước, rồi đem cái ngoại tệ về cho đất nước, xây dựng đất nước. Hàng năm tập đoàn Vingroup họ đóng thuế hàng hàng chục ngàn tỷ cho đất nước này, thì chúng ta là một người dân người ta phải ủng hộ. Chính xác. Mà khác với người bình thường á, người dân bình thường yêu nước bình thường là cái tổ kia bắt đầu nó chống phá bất cứ cái gì, cái thành quả của đất nước mình được đạt được, tụi nó đều chê bai, đều dè biểu, đều chống phá, đúng không? Ví dụ như như vậy thôi, mình nhìn nhận là mình biết được là tụi nó là những cái kẻ nào, có yêu đất nước này thật sự hay không, hoặc là những cái doanh nghiệp chúng ta xuất khẩu hàng hóa qua Mỹ đó, thì cái tụi bao que bên đó nó kêu gọi tẩy chay. Vậy thì nó yêu yêu nước cái gì, nó yêu dân tộc nào, Việt Nam ở cái chỗ nào? Cái hàng hóa đó là doanh nghiệp người ta xuất khẩu, nhưng mà sản phẩm làm ra là của những người nông dân, Đúng chứ không rồi. nào giám đốc nào mà tự làm ra được cái sản phẩm đó hết. Qua nhiên ví dụ giờ một con cá ba sa đi xuất khẩu qua Mỹ thì ở đâu ra? Doanh nghiệp họ thu mua, họ xuất khẩu, nhưng mà cái người làm ra, cái người được hưởng lợi, cái người được làm ra cái con cá đó là cái người nông dân. Vậy thì nó tẩy chay cái hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu qua đó, thì có phải nó đang giết người nông dân trong nước? Nhưng mà nó luôn miệng là tôi yêu nước, tôi thương dân Việt Nam, tôi thương lắm, tôi yêu cái nước Việt Nam đó. Tôi lên án cộng sản, đàn áp người dân này kia, cái miệng lưỡi của tôi nó rõ ràng. Nếu mà ai chỉ cần tinh ý xíu là chúng ta thấy được, lên mạng là chỉ cần đọc cái comment hay cái status nó đưa là mình biết nó là thuộc cái thể loại nào, đúng không? Đó là những cái thành phần mà nó chỉ muốn đập phá đi những cái thành tựu của nước Việt Nam mình để mà thực hiện cái thỏa thỏa mãn cái sự mà ganh ghét rồi thù hận trong quá khứ thôi, đúng không? Chứ những người mà Việt Nam chân chính biết yêu quê hương tổ quốc, biết yêu gia đình á, thì người ta luôn muốn đất nước mỗi ngày một phát triển. Có rất là nhiều Việt kiều nhiều năm không về Việt Nam, và cho đến khi họ nghe những người này nói, họ chỉ mường tượng Việt Nam là của những năm trước năm 75 được không à. Họ không nghĩ là đất nước mình phát triển một cách mà gọi là vượt trội như vậy. Và khi họ về tới Việt Nam á, là họ giống như là miệng chữ O mà chữ A chữ O thốt ra không à. Họ nói trời ơi, họ không thể nào tưởng tượng được là đất nước Việt Nam mình nó lại giống như là một cái, họ đi vào một cái nước ngoài, một một cái nước ngoài nào ở trên thế giới chứ không phải đó là Việt Nam nữa. Đó thì các anh chị em muốn biết Việt Nam có phát triển thật sự hay không thì mình hãy mua vé máy bay mình bay về Việt Nam rồi mình mới biết. Còn các anh chị em nói là các anh chị em cô chú luôn miệng nói là thương yêu nước Việt Nam. Thương yêu nước Việt Nam thì chúng ta thấy người dân vi phạm pháp luật thì chúng ta hãy giải thích cho người dân biết, ở bên Mỹ trường hợp như vậy thì sẽ không bao giờ mà năn nỉ được. Đó, trường hợp như vậy
các bạn phải chấp nhận đóng những cái khoản tiền như 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 thế như kia đó, theo cái điều khoản như vậy. Thì ở Mỹ các bạn, luật pháp ở Mỹ nó chặt chẽ như vậy á, thì bị là người dân của chúng ta tốn rất là nhiều khoản tiền. Còn ở Việt Nam như vậy thì chúng ta hãy tuân thủ theo luật pháp Việt Nam đó, cái đó các vị mới gọi là thương dân, tại vì các vị giải thích cho người dân am hiểu thêm về pháp luật đó. Rồi nếu như các vị thấy được á, là người dân thực phẩm của họ có vấn đề, thì các vị hãy giải thích cho người dân biết, ok, cái hóa chất đó để dùng cho bên y tế hay là dùng cho những cái vật phẩm khác, chứ không phải dùng cho thực phẩm. Mình phải giải thích cho người ta để người ta sử dụng những cái hóa chất theo đúng cái tiêu chí của hóa chất đó sản xuất ra. Cái đó mới gọi là xây dựng, chứ không phải là thấy một cái sự việc như vậy rồi khuếch khuếch tán lớn lên để làm hoang mang dư luận. Cái đó là quý vị không phải là thương dân. Rồi thấy một cái sự việc thiên tai, quý vị lại đổ thừa do đảng và chính phủ, trong khi cuộc sống xung quanh của chúng ta ở bên Mỹ thiên tai đầy đó, bị lốc xoáy, bị bão lụt, ngập lên qua khỏi xe cũng có, nửa xe cũng có, những cái tệ nạn xã hội như tháo bánh xe của người ta nè, rồi giật đồ nè, đập kính xe để lấy trộm nè, chấn lột dây chuyền nè, chấn lột giỏ sách của người ta nè, có đầy dẫy khắp nơi trên nước Mỹ đó. Rồi xì ke và hút hút chích hả, thậm chí những cái thuốc mà thuốc bồ đề hay thuốc gì đó được bán rộng rãi trên nước Mỹ, quý vị biết hết mà quý vị lại không có đưa ra những vấn đề đó để khuyên nhủ người dân Việt Nam mình đó, mà quý vị thường đem những cái vấn đề tiêu cực nhỏ của Việt Nam để làm tiêu đề thực hiện những cái mưu đồ xấu của quý vị. Thì quý vị không phải là thương dân, quý vị không phải là đang muốn xây dựng, mà trong đó vô tình á, các anh chị em cô chú chống phá đất nước Việt Nam, vô tình các anh chị em cô chú đã chống phá cái sự yên bình của người thân của mình. Tại vì khi đất nước xảy ra những cái vấn đề nhiễu loạn xã hội thì người thân của quý vị tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng lớn chứ không phải là nhỏ đó. Cho nên là bất kỳ vấn đề gì mình phải nghĩ tới những người xung quanh của mình, và làm bất kỳ cái gì cũng phải chừa cho mình một con đường để đi về, đó là đường về lại quê nhà của mình. Vấn đề Nghiên nói một số thành phần đó đôi khi nó thuộc về bản chất là Nghiên chỉ đạt được cái mục đích cá nhân, còn không nghĩ đến người thân đâu. Ngày xưa ngay 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 từ cái ngày mà trước ngày giải phóng 30/4 thì có những cái câu chuyện, chính những cái phóng viên nước ngoài họ họ chia sẻ thì rõ ràng cái tụi này nó không không có gọi là không bao giờ nó biết thương yêu người thân, chứ đừng có nói đến mà nó thương yêu cái dân tộc này. Cái thời điểm mà ở ngoài Đà Nẵng mà thất bại đó, rồi những cái chuyến bay của gọi là của CIA mà đưa những cái thành phần mà chế độ cũ bay vô Sài Gòn đó, thì có rất nhiều trường hợp họ họ đưa lên rồi. Có nghĩa là khi mà máy bay đến đó, thì thường những cái kẻ mà đi tướng lĩnh đó sẽ có thêm gia đình, thậm chí là vợ con binh lính, nhưng mà họ sao họ chạy theo máy bay, họ họ lên họ giành chỗ, còn đàn bà trẻ em là vợ con họ bước lại. Đó là những cái kẻ đó nó là bản chất đó. Chứ không phải là mình nói một cái người thông thường thôi, cái đạo đức làm người bình thường thôi, họ sẽ nghĩ đến vợ con, nghĩ đến gia đình, và thậm chí họ sẵn sàng hy sinh để cho vợ con được sống. Đó là một cái người đàn ông gọi là gì, vì gia đình, một người đàn ông quân tử nó vậy. Nhưng mà đây nó tranh giành những cái chỗ để được thoát thân, để được sống, còn vợ con kệ, đúng không, sống chết kệ. Thì đó là bản chất rồi, bởi vì tụi nó được sinh ra ở một cái môi trường đó, thụ hưởng quen rồi. Chào anh Nguyễn Công.
Thụ hưởng quen rồi, và nó không bao giờ lấy đạo đức làm đầu. Nó khác xa cái người cộng sản. Thì bây giờ nó qua Mỹ nó cũng vậy thôi. Đừng bao giờ, những cái kẻ mà mình nói số ít thôi, đừng bao giờ trông ngóng nó là nó yêu cái đất nước này, nó yêu cái dân tộc này. Không có, nó chỉ làm vì lợi ích cá nhân, thỏa mãn cái cá nhân thôi. Chửi cộng sản một số thì vì tiền, một số thì a dua chửi thỏa mãn thôi. Còn nó đâu có nghĩ là bà con dòng họ nó ở Việt Nam, nếu một cái đất nước Việt Nam phát triển thì chính bà con dòng họ nó cũng là cái người phát triển, đúng không? Nhưng mà tụi nó không nghĩ đến, không nghĩ đến chuyện đó. Sao ra rồi đó thì mình đang, cái đó không phải lý do, đó là những cái ngụy biện của cái tụi chống phá thôi. Chắc An Nhiên bị báo cáo rồi. Khi kết thúc thì chúc các anh chị em một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc. Này, ở bên Mỹ thì chắc tối rồi, chúc An Nhiên ngủ ngon nha. Nếu có dịp thì mình rảnh thì mình tiếp tục đàm đạo, trao đổi. Rồi, chúc các anh chị em vui vẻ. Tạm biệt nha.